Rất là cảm ơn anh Hải và chị Huyền đã cho một cái cơ hội sự gặp gỡ. Quý vị biết rằng á, cái người quê hương mà gặp gỡ nó có cái tình thương nó dạt dào lắm mà mình không cần nói ra, tại vì khi mình nói ra thì nó mất thay. Nhưng mà hôm nay nói để cảm ơn anh chị là làm cho em cái món gà bóp là em và nó là món khoái khẩu. Bây giờ là bắt nước luộc gà. Đã bao lâu rồi không về Việt Nam thăm người thân. Muối, tiêu, ớt. Đây là giai đoạn luộc gà. Thank you.
cho chút bia vô cho nó thơm nha quý vị. Và bây giờ tới giai đoạn mình sẽ xé thịt gà ra nhỏ để bóc. Bây giờ là giai đoạn bóc muối tiêu chanh. Đây là rau răm này. Đây là muối tiêu, ớt. Và đây là hành tây. Đó. Bây giờ cho vô. Giờ cho muối vô. Và cho rau răm vô. Đó, bây giờ quý vị trộn đều. Đã bóp xong một dĩa thịt gà, muối tiêu chanh, rau răm. Còn quý vị muốn mặn nhạt thì chấm thêm muối. Trên tay Điền Thành Hải là một cái dĩa thịt gà bóp, rau răm, muối tiêu chanh. Thử miếng nha. Quá tuyệt vời. Hello, hello. How are you? Đói buồn quá rồi, đói buồn quá rồi. Gà chưa? Rồi, xong rồi. Okay. Dạ, xin chào mọi người. Hôm nay gia đình Hải đón tiếp ca sĩ Mai Quốc Huy. Welcome you Houston, Texas. Huy, vô cái. Yo. Quảng Trì và là tiếng Anh nghe đây, nghe đây là Mai Quốc Huy và đây là anh Trung Lê, người ở Bồ Bản, Triệu Phong, Quảng Trì. Và đây cũng là Triệu Phong, Hải thì Triệu Đồ, Triệu Phong, Quảng Trì. Dạ,
quê gần làng của Duy Khánh. Nhưng mà người Quảng Trị nói tiếng Anh trò trẻ khó nghe quá. Đó. Cho nên viết đi bút, viết đi bia. À, về cho chào cả có tiếng Anh con em sẽ đi nói chuyện với English nữa. Mình là ở Đông Hà Quảng Trị, from Đông Hà Quảng Trị to American. Tiếng Anh không biết, không biết không biết. Nhưng mà hiện tại bây giờ đăng lên là cả 7 triệu người hâm mộ của Michael Huy hay là đăng đấy. Bây giờ Trung có thể nói với mọi người, mọi người em Quảng Trị quê hương gặp gỡ. Thì nay Trung tôi cũng quê hương Quảng Trị, ngày xa cách cũng mấy chục năm rồi. Thì hôm nay mới gặp được anh Hải thì ở Khai Sơn, còn anh Huy thì mới quen đây thôi. Quảng Trị. Anh là một ca sĩ nổi tiếng. Tôi rất thích anh những cái bài hát, chẳng hạn những cái bài mà của Thanh Tùng. Tô Thanh Tùng. Tô Thanh Tùng là bài Hạnh Phúc Quên Đây với cái bài gì mà Thà Giết Người Yêu đó. Thà Giết Người Yêu đó. Thì nói chung là cái cuộc sống bây giờ á, thì tôi cũng nghệ sĩ nhưng mà có tuổi nhưng mà không có tên. Có tên nhé, anh vừa là tên là Trung Lê, không có phải Trung Lê nữa là Duy Trung. Duy Khánh đi rồi thì con Duy Trung đi. Nhưng nếu con về thì má thương bốn. Rồi bây giờ em hạ một khúc đi, rồi biết là sao. Nhưng mà chúng là tôi cùng với đồng trì về cùng với vợ ông anh Duy Khánh. Thì là chúng em đi nhạc của Duy Khánh là nhạc quê hương. Dạ. Chuyên nghiệp. Thì hôm nay tôi làm câu thôi cho vui thôi. Yeah. Là bài ông là nhiều chuẩn sáng tác ra về gương đó. Yeah. Chẳng hạn như bài Xuân Em Có Không Về. Yeah. Hoặc là bài Xin Anh Giữ Chọn Đường Quê. Yeah. Lớn Về Đất Mẹ. Yeah. Thì tôi chỉ làm một cái Xuân Em Có Không Về này đó. Yeah. Con biết bây giờ mẹ chưa tính con. Khi thấy mái đào nở vàng bên nương, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay anh bay đầy trước ngõ mà tính con vẫn xa hàng xa. Ôi nhớ tiếng nào thuở chơi yên vui. Đi đâu đúng rồi. Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Hay, hay. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh trưng chờ trời sáng. Đỏ hơi hơi những đôi mà đây cái đây tôi đi nói chuyện bây giờ ra, bây giờ Huy hát khúc được viện. Nếu mà Huy hát là làm như hai anh mình thi hát cho nên Huy không hát để Huy nói tại vì nếu hát là hai anh mình thi hát nó kỳ. Huy á là hiện tại bây giờ định cư tại Houston, mà cái này nói ra có người thương có người ghét, tại nó tại vì sao mình phải nói con nói thế này. Nhưng mà Huy dám khẳng định Huy làm những gì bằng cái tâm, bằng cái tầm khả năng của mình. Huy muốn đem cái âm nhạc, cái nền văn hóa, cái nghệ thuật tại Houston nó riêng nâng cấp. Và tại vì mình đã từng trải qua những cái chuyên nghiệp, mà Huy cũng có cái phước được đứng trong thế nha, mình học hỏi được cái gì mà cái văn nghệ văn hóa nó cũng nâng cấp á. Thì bắt đầu Huy mở cái công ty là giải trí Việt Mỹ Entertainment. Trong đó thì từ từ bà con thấy được Huy làm cái gì. Huy làm những cái talk show, những cái cơ hội giống như em chẳng hạn, em sẽ mở lên cái công ty về talk show để em nói những sự đam mê của em, những cái khao khát như thế nào. Không nên hát cái giọng hát cũng hay vậy, nhưng cái con đường nghệ thuật hay công việc gì làm không phải là nó suôn sẻ, mà có thể một cái sự trắc trở nào đó. Thì em sẽ mở lên và phỏng vấn của show em, và em sẽ mở anh hát một bài hát, có thể cái bài đó bài ruột em sẽ là hòa âm nhạc hay làm mọi thứ để em tỏa cái niềm khao khát của em trong cái chương trình của em hay những người khác như vậy. Thì đó là những cái tâm tư tình cảm bất quy có thể làm những cái gì đó trong khả năng của mình, trong tầm tay của mình. À, cho nên sắp tới là mọi người sẽ thấy được Huy nói được, Huy sẽ làm được. Làm lúc tầm khả năng thôi, còn xa hơn thì không dám nói. Anh Hải như vậy, anh Hải có những cái người cái nghệ thuật, anh có những gì Huy cũng mời lên talk show luôn, và Huy mời rất là nhiều người trong chương trình của Huy. À, mong quý vị là trong nay mai là sẽ có, cũng như em đang nói cái building tại đến lúc lần anh Hải tới rồi đó. Huy tổ chức từ đó cái building rất sang trọng, Huy tổ chức cái chương trình mà lễ trong dịp lễ tình nhân á, cặp đôi hoàn hảo.
thay vì là người ta tổ chức hát và giả vũ xong ngày mai ta không có nhớ nhiều, thì em ngược lại, em mời tất cả những người chuyên nghiệp và đã từng cộng tác với Huyên Nga, từ make up, từ làm tóc, từ nhiếp ảnh gia, những người chụp hình rất là đẹp, để chụp trên những cái phô hình tuyệt đẹp cho những người tại Houston. Nếu người đồng cảm sẽ hiểu được phía đó làm cái gì, những cái studio tại cái building luôn, rồi hát giao lưu, làm những party vậy đó, một cái rất là mộc mạc, rất là nồng nàn mọi thứ. Hãy chờ cái Huy làm cái gì trong cái show ngày 13 tháng 2 tại cái building mà công ty Việt Nghĩa thuê mình. Rất mong quý vị hiểu được gì Huy đang nói đây. Thật sự là như vậy, tại ba anh em mình gặp nhau đi, nói chuyện gia đình nhau luôn. Yeah. Quay cho nói như vậy. Okay. Và xin chúc Mai Quốc Huy sẽ thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình. Mai Quốc Huy là một người quê Quảng Trị, một người thân thương và đi theo dòng nhạc trữ tình và bolero. Em ơi, con ta còn thơ dại. Em bỏ em đi, bỏ rồi. Rồi anh biết chẳng đúng thua bài nữa. Đêm con khóc gọi tên mẹ, sao nỡ đoạn tình nghĩa phụ thế. Thế thảm ấy, bốn câu thơ này em sáng tác, cái bài hát nó hay quá. Và khi mà đưa bốn câu thơ khác vô á, nó bị chênh vênh, tức là người ta chưa có hiểu vào vấn đề. Cho nên khi em cầm một bài hát, em thấy cái nội dung nó hay quá đó, thì ở trên cái sân bay đi hát từ ban khác đó, thì em là viết bốn câu thơ này. Em gọi về cho anh Thi bên phía Nga đó là anh ơi, bây giờ em viết bốn câu thơ để mình rap vào bài hát, kêu người ta vô đến trên sau bộ đó. Kính thưa quý vị, trong một ngày mùa đông ở Houston, Texas, ba người Quảng Trị gặp nhau tại đây rất là vui. Với những món ăn rất là đậm đà bản sắc Quảng Trị, đó là gà bóp, rau răm, muối tiêu. Và đây là bún nghề xào thịt bò. Và đây là thanh long. Cảm ơn anh chị là làm cho em cái món gà bóp, là em đó là món khoái khẩu. Cái món thứ hai là món bún xào nghệ, nhưng hôm nay thiệt là đáng lại nó thiếu cái lòng cái gì đó, cái lòng lòng cái lòng gọi là thu linh á, thu linh. Dạ. Hồi xưa là thu mẹ đi làm đó. Trên xe đó Huy nói cho vợ Huy nói cái món này là anh thích mẹ làm từ lúc bé đó, mà nếu mà mình có cơ hội ăn cái này đó là phải nhớ tới cái ước. Cho nên cảm ơn anh rất là nhiều, mà hy vọng lần sau là thu linh. Dạ dạ, với là với lại Mai Quốc Huy là một con Quảng Trị xa xứ mà chưa có làm một bất cứ một điều gì cho quê hương Quảng Trị cả, thì mình cũng ấp ủ trong lòng thôi, không có hứa hẹn, nhưng mà chắc chắn là cái tầm tay của mình là làm được cái điều có thể sáng tác bài hát về Quảng Trị. Cho nên Huy hy vọng rằng sau khi gặp gỡ những anh em Quảng Trị ở đây đó, anh Trung, anh Hải, thì đó là một cảm xúc để cho Huy sáng tác bài hát về Quảng Trị trong nay mai. Thì đó là hứa, còn mà hứa những cái khác mình không dám hứa, tại mình hứa mình không thực hiện là nó sẽ xa xa. Cái mình được làm được mình hứa được tay. Dạ, trong tầm tay. Ok. Huy sáng tác bài hát về Quảng Trị, tại vì thực sự đó mà nói á, trong cuộc sống này mỗi người có một cái khiếu. Huy thì đam mê âm nhạc từ nhỏ, 12 tuổi đi học lóm lên trống lên đàn và trở nên một ca sĩ tự dưng. Rồi sau là từ khi mà được anh Hoài Linh giới thiệu qua Trung tâm Thuyên Nga và mình đã đứng trên một cái sân khấu mà gọi lớn nhất thế giới của cộng đồng Việt Nam, đó là một cái sự hạnh phúc mà mình dám từ khỏi từ là hạnh diện, cho nên là mình phải tự tin như vậy. Và sau đó thì Huy từng trải qua những cái cảm xúc của cái âm nhạc, thì tự nhiên ở đâu đó nó lóe ra sáng tác, thì ba của Huy nhà thơ, thơ và nhạc nó phải đi vần, cho nên từ đó Huy sáng tác nhiều bài hát mà bây giờ được bà con đón nhận là rất là vui. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, nơi khô con nằm chỗ ướt mẹ lăn. Bao tháng ngày nuôi con vất vả, các cuộc đời dầm nắng phơi sương, thân hao gầy nhìn mẹ xót thương. Tức là Huy không có người là giỏi về sáng tác nhạc, nhưng mà những ca từ đó, những cái âm thanh vang vọng đó là bởi vì mình
nhớ lại những ký ức người mẹ mình nuôi con, như là dành cho con những cái chỗ ấm, cho con nằm, chỗ ước mẹ lăn trong kinh Bao Hiếu. Thì đó là những cái mà mở màn thôi, nhưng mà Huy sẽ hứa sẽ sáng tác tiếp những cái bài hát mà mang cái tính chất là tốt cho cái thế hệ trẻ sau này, cũng như mình là mình sống bằng cái thực sự về cha mẹ, về vợ chồng, về mọi thứ gì mà Huy cảm thấy nó cảm xúc là Huy sẽ sáng tác. Thank you.